Ông Leo hay xin chào cả nhà. Rất vinh dự khi chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay thì ta Việt chia sẻ và giới thiệu về một mẫu loa mới về. Mẫu này thì ở trên thị trường chúng ta sẽ chưa có tìm thấy đâu, lại vừa mới nhập về luôn. Đó là Temesten 2168, chính hãng luôn và hàng nội địa của Trung Quốc. Nên là đầu tiên là phải nói trước, ai mà quan tâm mẫu loa này thì phải chấp nhận là toàn là tiếng Hoa. Tuy nhiên là ở trên bao mặt thì vẫn có chú thích cho chúng ta tiếng Anh. Nhưng mà khi mà chúng ta mở nguồn thì nó hiện tiếng Hoa, nó có cái màn hình LED rất là đẹp ha. Đúng là chắc xịn sò luôn. Chúng ta đo được cái decibel tiếng ồn ở đây nè. Đó, hiện tiếng Hoa như thế nào. Cái nút thì có vận đề tiếng Anh cho chúng ta ha. Nên là đôi khi với lại nó nói tiếng Hoa lúc chúng ta bấm nút. Rồi, đây là một mẫu loa có cái đặc biệt gì? Thứ nhất, nó là mẫu loa 3 tấc với 4 đường tiếng và công suất lớn nhỏ gọn. Mức giá thì mình thấy rẻ so với chất lượng. Đó là 3,6 triệu. Nó có cái loa chung ở đây. Cả nhà chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao ở đây thấy 3 loa mà mình nói là 4 loa. Tại vì ở đây cái loa chung là cái loa đồng trục. Nó bên trong nó có thêm một cái loa nữa. Nếu mà chúng ta nhìn ai mà có kinh nghiệm kiến thức chúng ta biết ngay nó là loa đồng trục. Ok. Rồi. Nó có 4 bánh xe ở bên dưới và có tay sách cho chúng ta như thế này. Rất là nhỏ gọn, mẫu này phù hợp cho những ai mà chúng ta thích công suất lớn nhưng mà nhỏ và thường xuyên đi du lịch hoặc là di chuyển, hoặc là cái nơi ở của chúng ta nó không quá rộng. Hát trong chung cư nhà phố nó chơi vậy thôi, chứ con này chơi ngoài trời cũng hơi bị đỉnh nha. Rồi, chúng ta sẽ có cái tay sách ở phía trên như thế này nữa. Đó, ai thích kéo thì kéo, ai thích sách thì sách. Phụ nữ thì thường kéo mà đàn ông thì thường thích sách cho nó khỏe, đúng không? Rồi, phụ kiện đi kèm với chúng ta gồm 2 micro UHF có khả năng điều chỉnh tần số. Cái mic này công nhận cầm nó nặng kinh. Ai mà thử cầm đi, mình không có nói xạo đâu. Nặng. Ui dạ. Này chắc một cái mic này chắc gần cả ký. Rồi. Một dây sạc, một remote và một cái bảng hướng dẫn điều khiển. Ai hướng dẫn sử dụng này nhìn cũng hại não quá. Cái này ai mà muốn đọc thì đi học tiếng Hoa thôi chứ giờ không biết nữa nè. Rồi, vậy thì mẫu loa này có gì đặc biệt đây? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem. Mình thì mình khóa cái bao mặt của mẫu loa này. Đây, cả nhà em thấy ha, bao mặt bên này. Rồi, phía sau thì rất là ngộ, đó là cái thiết kế bên đá quy nó lệch qua bên. Mình là lần đầu tiên mình thấy, ngày xưa là thường là chúng ta để ý là thiết kế giữa cái loa. Hiếm ví dụ mà nó lệch qua bên như này, mình nghĩ là do cái thiết kế. Tại vì nó khó ở điểm như vậy nè cả nhà. Đối với kỹ thuật á, thì mình có tìm hiểu kỹ qua mình biết là để mà ra một cái mẫu loa nhỏ mà công suất lớn nó rất là khó. Tại vì cái công suất lớn nó phụ thuộc vào cái độ khuếch đại và may chặn âm thanh thùng bên trong. Nên mình nghĩ ở đây họ tối ưu hóa nên nó phải làm lệch qua một bên này. Chắc nó tối ưu cái gọi là cái linh kiện bên trong á. Rồi chúng ta có một cái chốt như vậy để chúng ta gắn cái bao đựng micro. Nhưng mà cái loa này thì không có tặng bao. Không có tặng bao đựng micro nha. Rồi, thêm một cái nữa đó là cái này nó thiết kế theo hệ quốc tế, hệ an toàn điện, nên chúng ta sẽ thấy nó có ba cái đầu cắm như vậy. Thì đối với Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ bẻ đi cái này đi. Chúng ta bẻ cái đầu này đi và chúng ta cắm hai cái đầu này. Hoặc là cả nhà có thể ra ngoài tiệm á, chúng ta mua một cái đầu nối, chúng ta cắm vào đây. Sau đó chúng ta cắm vào cái ổ hai cắm của chúng ta, giống hồ bên Singapore. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần chính đi ha. Ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt, mặt lưới thì cứng ngắc luôn ha. Thiết kế thì cũng mình thấy cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Rồi, đây, bo mạch là thứ mà gây cho mình nhiều ấn tượng nhất luôn. Màn hình LED nói chung là thứ đủ đồ chơi hết. Các cái nút điều chỉnh thiết kế cũng lạ luôn. Cái này là cái nút tải beat karaoke nè. Riêng cái nút folder này mình mò mà cuối cùng mình mò cũng chưa ra nó là như thế nào hết. Rồi cái ABCD này mình cũng chưa mò ra nè. Đây chúng ta có cắm USB, thẻ nhớ. Rồi, các nút điều chỉnh mode, ghi âm, Bluetooth. Bấm cho cả nhà coi nè, nó nhảy lãnh nhãn mổ xì. Nhảy mổ xì, nó hiện lên cái điện thoại có hình nốt nhạc, vui không? Rồi, có chữ tóc. Nói chung mình khoái cái màn hình này ha. Rồi, chúng ta khi mà chúng ta mở cái decibel nó đo đánh nhạc nè. Hay ha, cái này đúng độc lạ luôn. Rồi, tiếp theo điểm độc đáo nữa của mẫu loa này mà mình rất là thích và mình cũng không hiểu tại sao nó rẻ như vậy luôn. Nó có chỉnh được âm chung của nhạc và chỉnh được âm chung của micro luôn, mới ghê. Thông thường những cái mẫu loa hiếm lắm, loa mắc tiền mới có cái chức năng này mà nó có luôn, chỉnh quá chi tiết đi. Thường là chúng ta chỉ có bass với chép thôi, chúng ta đâu có được cái nút mic cho nhạc với mic đâu. Rồi, chưa hết đâu ha, đầy đủ có echo nè.
cái điểm đặc biệt nữa là chúng ta có thể cắm được cả hai nhạc cụ cùng một lúc và chỉnh riêng được hai nhạc cụ luôn. Điều này chứng tỏ là cái bo mạch này nó rất là mạnh và nó rất là khỏe, chứ không đơn giản bo mạch nào cũng sử dụng được như vậy. Đó. Rồi. Hai cổng cắm mic dây đúng không? Hai cổng cắm nhạc cụ. Thì chúng ta còn điều chỉnh được riêng âm lượng của hai cổng cắm mic dây luôn nè, mới ghê nè. À, cả nhà có thấy không? Thông thường những cái mẫu khác á, là chúng ta sẽ chỉnh chung với cái nút âm lượng mic không dây. Đây là cái nút chỉnh âm lượng mic không dây zin của nó nè. À, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy gì nữa? Mấy cái này câu bình phụ. À không, cái này là để chúng ta câu ra cái loa khác. Cái này là câu bình phụ. Chúng ta còn có chế độ trực tiếp, gọi là chế độ kỹ tính và an toàn đó. Đây là dùng bình ha, chúng ta muốn dùng trực tiếp là chúng ta sẽ mở cái nút nguồn này lên nè. Đó, xong chúng ta phải chuyển cái này qua chế độ trực tiếp như vậy. Đó, thì chúng ta cắm vào mới được. Còn cái này không mở thì chúng ta cũng không cắm được luôn. Và cái hệ bo mạch này đúng là cái nhà sản xuất này họ kỹ tính và an toàn ha. Họ đề cao an toàn. Họ làm cái ba chấu như vậy nè. Thì nó cái độ an toàn nó cao hơn, mang tính gọi là kỹ tính á, và nó sẽ được bền hơn. Đó theo kinh nghiệm của mình. Rồi, mình sẽ thử test micro, sau đó mình sẽ thử test nhạc và cả nhà chúng ta cùng cảm nhận liệu với mức giá 3.6 triệu thì mẫu loa này có xứng đáng để chúng ta sở hữu hay không. Đây, hiện tại mình đã mở micro lên. Ồ, độ hút khá tốt ha. Để mình xem. Âm lượng là 50%, chắc mình giảm bớt đi, 40%. 40% này chúng ta có thể thấy nè. Độ chống hú thì nằm ở mức khá. Chúng ta thấy là mình đang để micro đây khoảng cách khoảng gần 20 cm mà độ hút vẫn tốt ha. Còn để sát miệng thì khỏi nói luôn, nhưng mà nếu mà chúng ta để xa micro thì cái chủ yếu là chép thôi, tiếng bass nghe không rõ, nhưng mà để sát vào miệng thì mới có cái độ đầm của bass. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một câu. Hai tay anh ôm xuống dòng dần đầu, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn. Ok, bây giờ chúng ta đến phần test nhạc. Trả lại em đêm dài chung bóng dưới trăng sao, trả lại em con đường im bóng mát của ngày nào, trả lại em ánh đèn cầm viên đó dưới mưa bay, những đêm chủ nhật nghe phố phường khu gót giày, trả lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao, trả lại em đôi vòng tay chào, trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau, đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu.
không biết là sau khi test nhạc xong thì cả nhà chúng ta thấy 3.6 triệu loa này xứng đáng hay không, hay là quá rẻ hay là quá mắc, hãy cùng bình luận xuống bên dưới nhé. Đừng quên khi mua sản phẩm tại Tam Việt chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ khác biệt so với bên ngoài thị trường. Đầu tiên, sản phẩm sẽ được bao thu cũ đổi mới trọn đời, mua về bất kỳ lúc nào cảm thấy chán rồi cứ mang đến Tam Việt bao lỗi. Số 2, sản phẩm luôn được kiểm tra kỹ càng cả về ngoại hình lẫn chất lượng âm thanh nhằm hạn chế tối đa lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trước khi đưa đến tay khách hàng. Số 3, Tam Việt sẽ bao đổi mới sản phẩm trong vòng 30 ngày mà không quan tâm lý do là gì. Thứ 4, cam kết bảo hành đúng với thời hạn, có nghĩa là trước và sau khi mua nhiệt tình như nhau, hết bảo hành và hỗ trợ sửa chữa. Và khách quý ở xa nếu phát sinh bảo hành không cần phải gửi lo lên Tam Việt đâu, Tam Việt sẽ gọi video xuống và xem vấn đề gì gửi linh kiện xuống hỗ trợ nhanh gọn lẹ luôn. Cuối cùng, sản phẩm tại Tam Việt luôn chính hãng, nếu bất kỳ khách quý nào phát hiện Tam Việt đã xạo thì sẽ được tặng thêm 20 triệu đồng tiền mặt cho chúng ta tha hồ đi du lịch. Cảm ơn cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật vào những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.